Mời quý vị và các bạn chúng ta thưởng thức bài thơ Đợi Chờ của thi sĩ Ngọc Vân, sống tại thành phố Hồ Chí Minh, qua giọng ngâm của Ưng Gia Hiếu, một người con của đất quê nhà Nam Sách, Hải Dương. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức. Em dâu anh vào kẽ lá me bay, phố nhà mình nơi mỗi ngày anh đợi, để dịu trong em cô đơn vời vời. Những ngày này anh có biết không anh, em giấu anh vào nỗi nhớ mong manh, đêm trăng chờ với bao điều hy vọng. Thời Covid biết bao nhiêu trong ngóng, mong bình an cho người ở nơi xa. Em giấu anh nơi ấm áp mặn mà, trong giấc ngủ em dập dồn hơi thở, để anh cháy nên một lần rực nghĩa đỏ. Em vẫn là em yêu chỉ anh thôi. Em muốn cùng anh hết quãng đường đời, như tuổi đôi mươi, như thời tuổi trẻ, gom niềm thương nghi của chúng mình mạnh mẽ, yêu chỉ mình em. Nhớ đây anh ơi, giấu anh trong tim, giấu suốt một đời, điều kỳ diệu lại là điều bình minh gì. Khi hai đứa mình hai người chia kỳ, duyên nợ cuộc đời sẽ bước sóng như đôi. Mong mong Covid tan em lại nở nụ cười, anh sẽ lại đón em nơi ngõ nhỏ, hoa bằng nắng nghi lại dập dờn trong gió. Phút trùng phùng vui năm đó phải không anh? Các bạn vừa thưởng thức bài thơ Đợi Chờ của thi sĩ Ngọc Vân, một người con của đất Thanh Hà, Hải Dương, qua giọng ngâm của